tòa tuyên án vụ Trần Hùng Nghĩ về bản án dành cho Trung Ngọc Anh. Xin chào anh em. Hôm nay chúng tôi có đôi lời về vụ án liên quan đến đại ca Trần Hùng và quan tham Chu Ngọc Anh, người chúng tôi hay gọi là Chu Công Công bởi dáng dấp húm núm, nụ cười cầu an, nịnh nọt của ông ta. Trở lại vụ việc ngày 23 tháng 1 năm 2024, đại ca Trần Hùng, cựu cục phó cục quản lý thị trường, cựu tổ trưởng tổ 304, nay là tổ 1444 Tổng cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương, đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án 9 năm tù vì nhận 300 triệu đồng tiền hối lộ trong vụ án sách giáo khoa giả in như thật chỉ là không có giấy phép bản quyền. Báo chí nhà nước mô tả, suốt phiên phúc thẩm, đại ca Hùng liên tục kêu oan, một mực không nhận tội nhưng tòa vẫn y án 9 năm tù như phiên sơ thẩm đối với đại ca. Về Chu Ngọc Anh, quan tham này không nói thì ai cũng biết. Y là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật. Tại tòa y thừa nhận có nhận túi quà từ Phan Quốc Việt, ông chủ 20% cổ phần của Việt Á. Nhưng Chu Công Công khai không biết trong đó có 200.000 tiền đế quốc Mỹ, nó tương đương với khoảng 4,5 tỷ Việt Nam đồng, sau đó lại làm mất. Tòa đã đồng ý với lý lẽ buồn cười, nhảm nhí này. Và tuyên phạt Chu Công Công 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Chứ không phải tội nhận hối lộ, dù trên thực tế tiền đã vào túi quan. Từ hai vụ nói trên, theo chúng tôi, về bản chất thằng nhận 300 triệu đồng phi pháp bị phạt 9 năm tù, còn thằng đút túi 4,5 tỷ tiền bẩn thì chỉ bị 3 năm đếm kiến. Cuộc đời ăn nhau ở chữ, không biết. Người xưa đã dạy, sống ở đời nên không biết, không nghe, không thấy, không nói. Quả là chí lý. Xét về mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm thì có thể bàn như sau. Đại ca Hùng dính án trong vụ sách giáo khoa giả, về cơ bản chẳng ảnh hưởng gì đến nhân dân, đến đồng bào, đến bá tánh, vì sách giả này y như sách thật bao gồm cả nội dung. Có mua về cũng vẫn học được như sách thật, thậm chí có thể còn có giá rẻ hơn sách thật, có chăng chỉ gây thiệt hại kinh tế cho những nhà xuất bản sách giáo khoa có phép, có bản quyền. Mà thị phần của thị trường sách giáo khoa lâu nay, hơn 90% thuộc về nhà xuất bản giáo dục, nơi luôn đưa giá sách lên trời trong nhiều năm qua. Khiến các phụ huynh kinh hồn bạt vía mỗi khi bắt đầu năm học mới. Chúng tôi đã từng nghe ông Phạm Anh Tuấn, người lúc bấy giờ là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nói trong một hội nghị về ngăn ngừa sách lậu, nơi có cả sự tham dự của đại diện của nhà xuất bản giáo dục đặt câu hỏi như sau. Nếu nhà xuất bản đưa giá sách giáo khoa về mức hợp lý tối ưu hóa chi phí thì thị trường có chỗ cho sách giáo khoa giả hay không? Họ làm giả và vẫn bán tốt là vì giá sách của nhà xuất bản quá cao. Trong khi đó, Chu Công Công dính án trong vụ được coi là đại án, nghe rất to tát và hoành tráng. Nhân dân nghe thấy đại án thì mở cờ trong bụng, thầm thì với nhau. Phen này bọn quan tham chết đến nơi rồi nhưng cuối cùng ra sao thì chúng ta đã rõ. Đại án xảy ra trong dịch bệnh nguy hiểm, chết người, chết rất nhiều người. Phạm tội trong khi đồng bào khổ đau, bế tắc lâm nguy trong dịch bệnh, khi đồng bào cận kề với sự sống và cái chết, lợi dụng dịch bệnh để vơ vét bòn rút thật là táng tận lương tâm. Lòng người dạ thú, thật kêu trời không thấu.